Kính thưa quý vị, bến xe đông nghẹt khách xếp hàng chờ mua vé về quê ăn Tết. Sáng ngày 28 tháng Giêng, hàng ngàn lượt khách đã đổ về bến xe miền Tây, quận Bình Tân, Sài Gòn để mua vé xe về quê ăn Tết, khiến các quầy vé ở đây luôn chật kín người. Ghi nhận tại bến xe miền Tây trong ngày 28 tháng Giêng, lượng khách ở đây tăng đột biến so với mấy ngày trước. Từ 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng, hàng ngàn lượt người xa quê đổ dồn về bến xe miền Tây, hối hả vào quầy để mua vé đi ngay. Các quầy bán vé đều chật kín hành khách, mọi người đều phải xếp hàng chờ đến lượt. Bên trong bến xe, từng tấp người ngồi vật vờ mệt mỏi bên đống hành lý dưới cái nắng chói chang. Hầu hết những người này đã mua được vé nhưng chưa thể lên xe. Hành khách chờ xe nhiều nhất là các tuyến An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Các tuyến đường xung quanh bến xe thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe do lượng phương tiện chở hành khách ra vào bến quá đông. Theo ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc bến xe miền Tây, nói rằng lượng khách qua bến xe tăng cao bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 âm lịch. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt khách qua bến. Dự kiến trong 2 ngày cao điểm 28-29 tháng 12 âm lịch, lượng khách sẽ tăng lên trên 50.000 lượt.